em chào bác nhá. Bây giờ đi ăn. Đây đang ăn đây, hết pin em sạc em vào đây, xe đây. Đây, con này em thầy độc với bác nhá. Này em chỉ để riêng mình bác cái giá là bác còn là quá nhiệt tình thôi. Chứ con này em mà bán dưới 200 là con chó ăn cứt luôn. Điệp em thề như thế luôn. Đây này. Em dám này, em nói bác nhà mình lên trên mạng mình dám nói câu đấy ra là bác biết em như nào rồi. Đấy, mạng nó yếu này. Đây bác nhìn thấy chưa? Xe đã về đâu? Đây nhá. Bác tên là gì ạ? Bác tên là gì ạ? Em bị hết pin thì em mới gọi lại cho bác đấy, không thì em không tính. Bây giờ này này bác này. Mạng yếu quá bác. Em chốt bác tên là gì thì em chốt luôn, em đăng lên. Bác tên là gì ạ? Em chốt cho bác Toán ở Hoài Đức Hà Nội. Bây giờ nhá, bác chuyển khoản cọc cho em, trong lúc em trả tận nhà bác, coi như em không phải làm gì luôn. Ok chưa? Đấy, bây giờ bác chuyển cọc cho em. Ok bác, cảm ơn bác. Đây em làm cái video bác. Anh em ơi, em đã chốt chiếc xe Huyền Thoại 100 này chưa về đến nhà nhá. Bác Toán này, chưa về nhà đã bán cho bác Toán rồi. Đấy, và chiếc xe làm cam kết bác quay đầu bất kỳ lúc nào mua lại nhá. Bác gửi vị trí cho em nhá. Bác gửi vị trí cho em. Em cam kết cho bác nhá là con này bao quay đầu cho bác luôn, bất kỳ lúc nào nếu mà em sai nhá. Mạng yếu quá nhỉ? Mạng yếu quá. Để em vào đây, bác vào. Ok, em gửi tài khoản cho bác xong bác gửi vị trí cho em nhá. Ok. Ok. Đấy. Em bảo bác là không quá 10 phút em không bán đâu, nhưng mà đúng là máy hết pin thật, nó hết pin. Nhá, em ăn xong rồi em bảo. Thì đúng rồi, hết pin em vẫn phải chấp nhận cho bác, không thì nó quá giờ rồi là thôi đấy. Đấy nhá. Ok, uy tín luôn, xe ra bán. Đây anh em ạ. Đây bác gọi rất nhiều cuộc gọi nữa này. Em bảo là đây này, anh em đọc tin nhắn nhá, nhìn này. Đây nhá. Anh nhìn thấy chưa? Anh nhìn thấy chưa? Bán cho bác như video thật, em sẽ không bán dưới 200 đâu, nhưng nếu đúng bác nhanh nhẹn em chỉ để bác thôi. Giá công khai. Đây. Cho bác đúng 10 phút suy nghĩ, không quá không em không bán nữa, 19:06 đến 19:16. Bây giờ 19:26 luôn. Nhưng mà máy em hết pin. Đây này bác gọi nhớ này, 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc, 4 cuộc, 5 cuộc, 6 cuộc, 7 cuộc, 8 cuộc, 9 cuộc, 10 cuộc, 11, 12 cuộc anh em nhá. 12 cuộc anh em nhá. Bác gọi nhớ 12 cuộc. Đấy. Ok anh nhá, chốt kèo cho bác Toán ở Hoài Đức. Dạ. Em nhận được 10 triệu rồi nhá. Của bác là còn 142 triệu nữa. Em giao xe tận nhà. Bây giờ bác gửi vị trí đi, em ăn xong này. Em ăn xong em giao xe tận nhà bác. Bác kiểm tra đúng như em tả thì bác mới trả tiền. Bác là người kỷ lục đấy. Có cần quay lại xe lần nữa không hay là thôi, chúc mừng nhá. Vâng, chào bác nhá, chúc kèo thành công. Vâng vâng, gửi vị trí cho em, số điện thoại cho em. Vâng vâng. Em nói thật anh em, chiếc xe này em không muốn bán tí nào ra đấy đâu, nhưng mà em chốt live stream em phải bán thôi. Chứ chiếc xe phải trị giá phải trên 200 anh em ạ. Ok nhá, chúc mừng bác trai ở Hoài Đức Hoài Lộ. Xe đã bán.